chào các bạn, mình là Tính, mình là Trung Tính nha. Đây là một cái men hốt cơm, hốt cơm G31MQ theo yêu cầu của một học viên là cần luôn. Cấm tra máy làm gì vậy? Làm gì vậy? Dạ chút, men gì vậy? Dạ. Men gì vậy? Men G41 không? Ghi số điện thoại lên giùm anh được không? Chiều chiều lấy không? Được. À, ở gần đâu? Hả? Ở gần không? Ở bên 41 á. 41 là đâu? Bên bộ tiêu tổng á. Vậy hả? Thì chờ chút xíu đi được không? Được. Chờ chút xíu nha. Dạ dạ. Ở sau lưng này mới có mấy con cầu chì nha Huy. Chúng ta mấy con cầu chì. Quê đi quê là báo quốc để cho con dao động ngồi vô này nằm cho con Huy 18 nè. Chân này nếu mà không có là xóa luôn, xả bỏ con Huy 18 này luôn. Trên chế độ. Men nguồn su có nè. Đo nguồn 33 cấp cho lóc có chưa nè. Không. 33 cấp các lóc ok nè. Nếu mà van đây mất thì thay cầu chì đi nha. Đo nguồn chi bát nha. Đặc biệt phốc cơm này chân G này mà đo nguồn chân lên 10V là thay con hai con phép này mới chạy được nha. Đối với phốc cơm này. Men đủ nguồn. Sư phụ gì phía gớm hả? Còn sư phụ khác không? Cái gì? Lấy con này nữa rồi. Cái dao khử đâu ta? Dao này. Nhóc này nè. Cái miếng không còn con dao. Miếng được rồi. Vậy có như này là còn ngon nè. Cạo nè, cạo thoải mái nè. Cạo thoải mái, cạo người cạo xui, cạo cũng được. Cạo người cạo xui rồi, cạo hồi banh chơi sóc két thôi bỏ. Cái xuôi cần ngược chứ cần ngược không á. Lối bút cơm mà nha. Tín hiệu từ bắt vào ngồi vô xả bỏ tụ độc này nhanh. Giờ còn xài men này nữa anh Dũng. Giờ còn xài G31 hả? Chạy, cái đó chạy CNC á. Cũng cơm, phải cũng cơm. Chạy CNC đâu cần đâu, chạy nguyên bixby luôn á. Rồi ok nha. Ram đâu? Không có ram, đưa đây. Gì? Khỏi ram, lấy men thôi, khỏi ram. Không có ram test luôn á. Ram 2 đó. Em còn cái ram test luôn á. Ok, được rồi. Men chạy rồi. Chạy được rồi. Má, chạy cho nó chắc được rồi. Chắc ăn chăm chăm. Ok chưa? Thì nhà tự xử nha. Con sư bu nó. Sư bu nó bỏ quá, nhìn nó ghê quá. Về tự xử sư bu đi. Dòng luôn đã. Dòng mua á, biết vợ mua không biết nữa. Xin xì hả? Chiều có mấy đứa học viên ở cần cái men này mới đau chứ. Chắc dính được lô này nhiều nha. Tiếp tục. Men không chạy nha. Men đo nguồn có nè. Đo nguồn gam có không? Nguồn gam có nè. Nguồn sư bu có nè. Em nguồn sư bu có nè. Đo lóc kìa. Con nóng nha. Xả con này 90 chân chạy. Có cuộn keo bên đó đó.
nhớ kỹ chân nguồn chiếc bắt nha. Chân này nè, cái gì? Cái chân này, chân này mà áp lên 10V là phải thay con này mới chạy. Thay con này đo có áp đây 10V là chạy liền. Rồi kêu cái đứt cái lo luôn rồi, chạy gọi đứt lo luôn rồi, tài sản được có cái lo không đứt luôn rồi. Có mấy đệ nên hỏi cái men này, nó kêu làm video. Tôi tính mở sơ đồ coi sẵn có đây đây. Không thời tới cảm nổi. Cái này này chạy Willis Speed không ạ? Mấy này mới lâu lắm, mấy này mấy mấy nó làm G41 này. Qua làm cái 100 cái mới nhận thêm nữa đó. Cái lo hư à? Còn lo nào không cho xin cái lo coi. Đợi xíu. Có cái quạt cũ nào để lại. 70 năm hay là 1155 anh? Cũ này mới á, cũ thì mới khác nhau á. Nhớ cái mà cực kỳ quan trọng cho này nghe Quy. Chân nào lên áp 10V là thay con ngày hai ngày nha. Con gì anh ơi? Đâu 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 quay lại. 20.000. Luôn đó. Nó kêu nó chạy rồi. 99% chạy đó. Mua nữa. Giờ 41. Cái con nó đang chạy bình thường đụng má khó chạy. Thôi ok anh. Ok. Cái bao cho em xin xíu à. Tối định hay gì? Ở nó mà đi đi khỏi tối lại. Qua tối rồi đấy. Bọc vào người cái bao. Bọc. G41 Asset. Có nguồn. Có nguồn Cebu nè. Mất nguồn lốc tiêu rồi. Lên em nguồn gốc nằm đây. Đó luôn. Nó mệt quá đó. Nó đuối rồi. Men em men gì ạ? Dư ai hả? Giống gì luôn hả? Nó mệt quá. Không dám tháo, bụi gắn vô chạy. Có chứ. Có gì? Làm tháo máy. Ok nha. Không có gầm thì tép. Này mắc nguồn cấp cho lốc nha. Khoan hả ta lốc. Gì? Con Cebu. Con Cebu không có chạy nè. Cebu dơ quá nè. Cebu ta gắn vô ba nhảy ra là Cebu bắn vô đảm bảo được không nè. Té cái nó không chạy là bản tụ bỏ gas á. Không anh nó sợ. Chạy ơi. Năm 34 ghi đang gì ở lấy tay luôn đi. Năm 34 ghi hả? Đưa ra thử với nha, nó khá là trong trên
Con bỏ hôm qua đâu rồi ta? Kim mắt hết rồi. Hôm qua còn đâu em trai? Mất tiêu gam gì quên mẹ ta. Hôm qua. Chậm chút. Em lục ra. Đang chạy tháo gì trên hư luôn hả? Mấy con mấy con này khó chịu lắm tại nó cũ quá rồi. Đụng vô là yếu là ăn đạn á. Ủa. Đó mấy anh chị em đó. Tôi khoan đừng có dội mà thay lóc. Cứ làm mất nguồn trước. Nó có nguồn. 3 đúng không? Ừ. Cái này do sơ đồ thuộc rồi nha, làm nhiều thuộc rồi. Không có mở sơ đồ xem. Giờ cốc xỉa. Xỉa liền làm gì mà còn hút tiền chai nữa. Làm bún đi. Rồi, ok men. Chạy xe ông luôn hả cơ ạ? Rồi, ok men. 50. Ok, video kết thúc mọi người.